Chiều ngày 2 tháng 7, Thường trực Quyện Quỹ An Phú có buổi làm việc với lãnh đạo Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội quyện 6 tháng đầu năm 2024. Chủ trì hội nghị có bà Quách Tố Giang, Bí thư Quyện Quỹ, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quyện An Phú. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Đảng Quỹ Khối Dân Vận Quyện Quỹ đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Quyện Quỹ, Ban Thường vụ Quyện Quỹ, trong đó tập trung triển khai chủ đề năm 2024 của Ban chấp hành Đảng Bộ Quyện, giữ vững kỹ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất. Gắn giới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Trong 6 tháng qua, khối dân vận huyện quỹ đã triển khai hiệu quả phong trào dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới với 86 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó 73 mô hình tập thể và 13 mô hình cá nhân về phát triển kinh tế, dân hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Dân động quỹ vì người nghèo, quỹ cây mùa xuân trị giá trên 10 tỷ đồng, đã trao tặng hơn 30 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, phối hợp cùng các đoàn từ thiện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người cao tuổi, bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ các mới 30 căn nhà tình thương, 40 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá trên 3 tỷ đồng. Song song đó, công tác kiểm tra chi bộ và đảng viên chấp hành tổ chức tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri được thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo, bà Quách Tố Giang, bí thư huyện ủy An Phú yêu cầu thời gian tới đảng ủy khối dân vận huyện ủy tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền hướng về cơ sở nhằm tập hợp đông đảo nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Bà Quách Tố Giang, Bí thư Quyện ủy An Phú chỉ đạo các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu, cũng như giáo dục, uống nắng những cán bộ đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm, Đặc biệt, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu cùng chung tay thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trong năm 2024.